Mới đây tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ ông Tom Vilsack. Tại buổi làm việc, hai bên vui mừng thông báo cho nhau những kết quả hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong 10 năm qua, Việt Nam từ vị trí thứ 50 đã vươn lên đứng thứ 15 trong danh sách các thị trường nhập khẩu nông sản của Hoa Kỳ với giá trị hiện ở mức 1,3 tỷ đô la Mỹ. Hiện Hoa Kỳ là đối tác đứng thứ 11 của Việt Nam trong hợp tác xuất khẩu cũng như chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam và Hoa Kỳ hiện đều là thành viên của Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Khi hiệp định này có hiệu lực thì 90% dòng thuế các mặt hàng nông nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ sẽ được hưởng thuế 0% và ngược lại. Do đó, chuyến thăm lần này cũng là dịp để Hoa Kỳ quảng bá các mặt hàng nông sản thế mạnh và tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam cũng như các bạn hàng truyền thống khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.